nối theo chương trình ngay sau đây. Chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời quý vị cùng đến với phần dự thi hát sẩm Theo Đảng Trọn Đời, lời Ngọc Toại, nhạc nghệ sĩ ưu tú nghệ nhân Hà Thị Cầu, với phần biểu diễn của thí sinh Nguyễn Thị Việt Hương, hội viên Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng thể hiện. Trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Tường cùng